Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh YouTube của Đan Trang và Bé Son. Hôm nay thì Trang đang có mặt ở tại khách sạn Mia Sài Gòn và chiều hôm nay thì tụi Trang sẽ có một cái sunset drink để mà kết nối resort Amanoi với những bạn bè đồng nghiệp cũng như là những bạn bè trong cái cộng đồng của Trang, những người rất là yêu du lịch, yêu phong cách và những người rất là hiện đại. Và Trang nghĩ là trong cuộc sống thì những cái sự kết nối nó sẽ mang lại những cái hiệu quả rất là rõ ràng cho cái một cái đời sống thành thị, mang lại những cái hơi thở, mang lại những cái tình yêu thương, mang lại những cái ý nghĩa trong công việc. Khi mà mọi người có thể kết nối với nhau, người với người với nhau, bạn bè với nhau, những tâm hồn với nhau, và thông qua đó thì mình có thể cùng nhau để mà mình kết hợp làm những cái công việc. Nó mang lại những cái ý nghĩa cũng như là những cái hiệu quả rất là lớn. Đó là lý do mà tụi Trang có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay tại Mia Sài Gòn. Và buổi hôm nay thì mọi người sẽ có cơ hội để chia sẻ với nhau nhiều hơn, để kết nối với nhau, để cùng kể cho nhau nghe những cái câu chuyện về cuộc sống, và nhất là để biết thêm những cái vẻ đẹp và sự đẳng cấp của tập đoàn Aman, nơi mà họ đã tin tưởng giao cho Việt Nam một sứ mệnh là có một cái resort rất là đẹp ở tại Vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận, đó là resort Amanoi. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân Đan Trang để đến thăm và gặp gỡ những người bạn của Đan Trang, những người khách mời rất là quý trong buổi chiều hôm nay nha. Xin chào. Đúng là không cần cái microphone này đâu, tại vì chiều nay là một cái buổi chiều nó rất là đơn giản thôi, nó rất là nhẹ nhàng và nó rất là thân mật. Nó chỉ có mấy em mình như vậy thôi. Nhưng mà tại vì em yếu đuối quá, nếu em không có mặt của tôi thì mọi người sẽ nuốt hết em. Đúng là kiếm cô này. Anyway, I would like to introduce you guys. This is Miss Joy, PM of Amanoi Resort. Thank you so much for being here with us. Thank you. And this is Miss Nghi là sales and marketing manager của Amanoi Resort. Thank you, chị. Và nhờ có hai cái chị đại này thì chúng ta mới có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta đang có mặt ở trên một cái buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp ở tại Chin A, là cái lao mới mở của Mia Sài Gòn. Thì cái lý do tại sao mà mấy chị em muốn có cái buổi chiều hôm nay như thế này, tại vì thứ nhất là trời Sài Gòn đang rất là đẹp, và bữa nữa là nóng lắm và bắt đầu có những cơn mưa, đúng không? Cho nên chúng ta không còn những cái sunset hoàng hôn đẹp như thế này nữa. Đầu tiên là em xin được cảm ơn chị Nghi, cảm ơn Joy, bởi vì có một cái điều mà làm cho Trang cảm thấy vô cùng cảm kích ở trong cuộc sống, đó là sự kết nối. Sự kết nối nó rất là rộng, đúng không mọi người? Kết nối có nghĩa là kết nối giữa người, người kết nối bạn bè với nhau, kết nối trong công việc, mà sự kết nối cũng có nghĩa là nối giữa con người, tâm hồn của mình và thiên nhiên. Nếu như mà mọi người có cơ hội nhìn lại cái điều đó, những người dân thành thị như chị em mình mất mát rất là nhiều, bởi vì bằng một cách nào đó mình bị sống trong cái guồng quay quá là bận rộn của cuộc sống, đúng không? Mỗi ngày mình sống, mình phải make sure làm sao mọi thứ xung quanh mình là ổn hết, công việc, gia đình, con cái. Và ở tại cái thành phố bận rộn này thì mình không có cơ hội để hít thở. Và khi mà đến Amanoi, Trang cảm nhận được mình có một cái mối liên kết với thiên nhiên. Ở đây không có quảng cáo vì không ai trả cho tôi đồng nào, nhưng chương trình không mang tính quảng cáo bởi vì không có cát xê. Tại sao Trang nói điều đó? Amanoi là một cái resort hàng đầu Việt Nam. Trang nghĩ là ở đây chắc là tất cả chúng ta cũng đã nghe qua cái tên Amanoi, đúng không ạ? Có thể có bạn đã được đặt chân đến rồi,
nhưng cũng có thể là chưa. Tuy nhiên, bản thân Trang cảm thấy quá may mắn khi được đặt chân đến Aman ơi. Và lúc đó mình mới cảm nhận được sự đẳng cấp của cái tập đoàn Aman. Tập đoàn Aman là một tập đoàn của Nga, người chủ là Nga. Nhưng người ta có một cái sự đẳng cấp ở trong cái việc đầu tư vào bất động sản ở chỗ là không quá nhiều resort trên toàn thế giới. Nguyên cái tập đoàn bất động sản toàn cầu Aman chỉ có 34 resort trên toàn cầu mà thôi. Và họ chỉ chọn những cái nơi mà có cái phong cách văn hóa rất đặc thù, ví dụ như Ý, Venice, Campuchia, ở Dubai, vân vân. Và Việt Nam mình Trang cho là rất là may mắn khi được tập đoàn Aman ngó tới, bởi vì Việt Nam mình quá đẹp. Nhưng Việt Nam mình đẹp, mà nếu như không có những tập đoàn bất động sản như thế đầu tư vào thì mình sẽ không bao giờ thấy được rõ tường tận nó đẹp như thế nào. Bản thân Đoàn Trang chưa có được đặt chân tới Vịnh Vĩnh Hy. Mọi người ở đây tới Vịnh Vĩnh Hy chưa? Vịnh Vĩnh Hy là một trong bốn cái vịnh đẹp nhất của Việt Nam. Nhưng nếu có những cái resort như thế này thì mình cũng không có cơ hội được tới. Ở đó nó có cái rừng nguyên sinh, nó gọi là cái vườn quốc gia. Vườn quốc gia tên là Núi Chúa. Ở quanh đó có rất là nhiều những cái tài nguyên thiên nhiên mà Việt Nam mình chưa bao giờ khai thác hết. Thì đây là cái cặp mắt nhìn rất là sâu rộng của tập đoàn Aman. Nhờ đó mà Aman ơi được ra đời tại Việt Nam. Thì Aman ơi, cái chữ Aman đó là nó có nghĩa là peace, nó có nghĩa là bình yên. Ơi là một cái tên gắn vô một cái tên rất là Việt Nam, giống như là bình yên ơi. Hoặc là Aman ơi, nếu mà mình nói sát nhau có nghĩa là nơi được cho những sự bình yên. Đó. Thì mỗi cái tên mà tập đoàn Aman chọn những cái nơi khác nhau trên thế giới, ví dụ như Aman ở tại Dubai thì người ta sẽ dùng một cái từ nào đó rất là đặc trưng kết nối với con người, với nhân văn để đặt tên cho cái tập đoàn, cái chữ truyền sổ của người ta là Aman gì đó và rất là gắn với cái truyền thống của địa phương ở đó. Thế vân vân, em đã nghe tới Aman ơi bao giờ chưa? Chị Nguyên ơi, không chỉ một người Thúy Vân đâu, nhưng mà tất cả các chị em ở đây đều rất là muốn trải nghiệm Aman ơi. Vậy thì từ hôm nay thì mình kết nối Facebook với nhau nha. Rồi để xem có tìm cái deal nào free, cái deal nào không sao. Mình tính từ đời, có những phần trăm. Còn cho Đăng Khoa, em có lời nào muốn chia sẻ với các chị em phụ nữ đây không? Cái gì ai cũng đẹp hết. Em cũng đẹp. Đẹp chưa? Có tay cho người. Người đẹp của tôi nhất hôm nay. Anh Hana ơi, chị nghĩ là để mà đi resort chơi á, là không chỉ là mọi người chỉ hưởng thụ enjoy cái resort mà còn phải làm sao cho mình đẹp nhất trên những tấm hình. Thì bây giờ Hana, em với Johnny á, là thay phiên nhau chia sẻ mọi người làm sao để có một cái làn da đẹp một cách rất là ngắn gọn và dễ làm. Các em thì để có một làn da đẹp rất là đơn giản, đầu tiên là phải xiên. Xiên có nghĩa là ngày nào cũng phải điểm nha. Em điểm nha phải 5 phút tối từ năm 17 tuổi tới giờ và một cái sản phẩm 14 tuổi chứ không phải 17 tuổi. Thì em lớn lên ở Mỹ nên cái việc đó cũng là bình thường, mà em cũng hiểu hơn người bình thường một chút nữa. Với lại một cái ba cái sản phẩm mà em chỉ cần quan trọng nhất trong cái việc điểm da, đầu tiên là phải tẩy cái bằng chết. Nhiều người không làm, tại chứ bạn chết thì da mới có những cái độ láng. Cái sản phẩm thứ hai mà rất là quan trọng đối với em đó là sử dụng AHA, cũng là tẩy tế bào chết đó. Và cái sản phẩm cuối cùng rất là quan trọng là phải có kem chống nắng, nhất là khi mà mình đi du lịch nhiều thì chắc chắn là mình phải pha chống nắng thật tốt. Em đi ra siêu thị cũng pha chống nắng nữa. Em đi em đẹp quá. Yumi, cưng có điều gì chia sẻ với các bạn? Nãy giờ chị Hana nói thì chị Hân quay qua nói với em là trời ơi, chị Hana kể chị không có làm gì trong đó. Và chị bảo thôi. Thì Hân đã thấy là chị còn đẹp hơn như thế này nữa đó. Giờ chị đẹp là em biết rồi. Chị Hana thì nói rất là nhiều về sản phẩm rồi, nhưng mà em nghĩ là cái tinh thần trong việc làm đẹp nó cũng rất là quan trọng. Có khi mình sẽ cảm thấy là mình cần cái này cái nọ, nhưng mà mình phải thật sự cảm thấy là làn da của mình cần đến mức độ nào. Ví dụ em nghĩ là có rất là nhiều chị sinh ra là cơ địa đã đẹp rồi. Ví dụ như là ở đây thì thấy là có chị Sylvie là da rất là đẹp. Sylvie là da vâng, là da rất là đẹp.
đây là những cái mà nó tố chất và chị Uyên nữa, nó đã có sẵn rồi. Thì mình chỉ cần hiểu xem coi là thiếu cái gì và mình thêm thôi. Đôi khi mình không cần phải đầy đủ tất cả những thứ mà mình đọc ghi nhận trên báo đài, và cái tinh thần trong làm việc rất là quan trọng. Để luôn luôn cảm thấy là mình thoải mái, yêu đời, thì cái đó cũng là một cái mà làm cho mình đẹp tự nhiên. I completely agree with all the stories and everything that you said, even though I didn't understand it. And I'm looking, yeah, I should understand it. And I'm looking forward to see the Amanoi Resort. I've been to a different one which just opened up, and I think it's going to be a competition. I don't know the names, but I heard a lot of it. And I'm really looking forward to go to Amanoi. So, yeah. Thank you. We've got two customers, okay? Yeah. Và bây giờ là Jin A ở đây, cái lao này đã bắt đầu. Tới giờ trễ rồi, đã bắt đầu, hoàng hôn đã tắt rồi. Thì cũng tới lúc phải tạm biệt những người bạn rất là xinh đẹp, rất là dễ thương, những người rất là yêu cuộc sống và đã có mặt ở trong buổi chiều ngày hôm nay tại đây để có thể kết nối cùng với Resort Amanoi. Và đối với Trang thì Trang cũng có chia sẻ ban nãy là được làm một cái công tác kết nối mọi người với nhau là cái hạnh phúc rất là lớn của Trang. Được nhìn thấy tất cả mọi người hạnh phúc, được nhìn thấy tất cả mọi người có những thứ mà mình đang có là cái điều mà Trang cảm thấy nó rất là nhân văn. Một lần nữa thì mình chúc tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống của mình nha. Hãy luôn luôn quan tâm và đến với kênh YouTube của Đoan Trang và Bé Son để chúng ta cùng chia sẻ và tương tác thật là nhiều với nhau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. But I still